công ty mới cho ra đời thì thật sự là mình xài cái này được một hơn hơn một tháng rồi, trước kia mình có nhưng mà mình không có xài đều đặn, tự mình nói là quá nhiều, giống như mọi người cái giống như suy nghĩ của mọi người thôi, sao mà nhiều máy quá. Thì hồi đó mình không có xài, nhưng sau thời gian sau này mình đã xài 1 tháng thì em này đem tới kết quả và phục hồi da một cách nhanh 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 lắm luôn. Và sau này em sẽ làm xong rồi em sẽ tự phỏng vấn cái chị này, chỉ mới có mấy ngày thôi là biết gì. Thì trước hết mình làm máy này nó rất là đơn giản, thì chiếc máy này nó gồm khi mình mua thì nó có 3 chip serum như thế này, mình đặt mua thì nó có ba chip serum như thế này, và một cái máy và một cái đầu sạc, đầu gắm sạc bằng cái đầu USB á, thì nó có một cái lớp áo để mà bảo vệ cái đầu của nó. Thì khi mình tháo ra mình làm, trước khi mình làm lúc nào mình cũng phải lau sạch em này, lau cái tự gì dù sao mình cũng để trên cái da mặt của mình á, thì lúc nào cho dù mình có bảo vệ thì mình cũng nên lau sạch rồi mình hãy sử dụng hết. Thì trước hết sử dụng mọi người ơi, rất là đơn giản, mọi người chỉ cần vuốt cái điện này lên nè, không biết mọi người có thấy không, thì cái dòng điện này nó đã chạy lên rồi, thì mình khâm cái này lên nè, mọi người thấy ha, mình khâm 3 phân lên trên này. Ô, chai của em hết rồi. Dạ. Dùng nhiều quá. Rồi, xong. Rồi mọi người cứ để đều ở trên cái da mặt của mình ha, nửa bên thôi. Chiếc máy này nó có một cái dòng điện biến thiên, nó giúp thúc đẩy cái làn da mình căng mọng tức thì đó mọi người. Nó làm cho cái da mình sáng ra. Mỗi khi mà mọi để ý á, em á, thì nói chung thì nói về khoa học á, thì em không có rành gì mấy, những cái từ đó thì em không có nói giỏi, nhưng mà cái cảm nhận của em xài như thế nào thì em chia sẻ cho mọi người như thế đó mà thôi. Thì trường hợp ví dụ em làm thì em hay thức khuya ngủ trễ, sáng em dậy là cái mặt em nó rất là đừ, nhưng mà khi mà mọi người thoa đều serum ở trên này rồi ha, mọi người chỉ cần vuốt một cái mặt nó kêu một cái zip, và nó kêu zip zip đó là mọi người cứ chạy từ trong ra ngoài đó, đẩy mình đẩy theo cái chiều cơ mặt như vậy nè, thì cái mặt của mình nó sẽ lúc đó nó sẽ căng lên, nó thấm cái serum nó vào á, thì nó làm cái da mặt mình nó sẽ căng lên. Thì những cái lúc mà em mệt mỏi, cái da mặt em nó không nó thiếu nó thiếu sức sống, ai mà nhìn vào cũng cảm giác giống như mà mình đang mệt mỏi thức một cái đêm khuya rồi mình mất ngủ lâu á, nhưng mà khi mình chạy em này nè thì cái da mặt của mình nó căng lên, và cái độ ẩm của nó giữ trong cái da của mình á, nó làm cho cái da mình á nó có đầy đủ sức sống, chứ nó không có bơ phờ giống như mà cảm giác mình không có làm ha mọi người ha. Cái này là em rất là thích luôn. Thì cái máy này nó cũng đã phục hoa mê trong này là đã 2 phút rồi, thì tới khi mình đúng 2 phút nó kêu di di, cái nghĩa là nó tắt rồi thì mình Một phút tiếp chứ tục cái mặt bên này em ơi, một phút. ha. Thì bây giờ em thì em xài lâu rồi, em xài hơn cả tháng rồi, cái cảm nhận của em cũng đã nói nhiều người nghe rồi, bây giờ em sẽ phỏng vấn cái người này mới xài có 3 ngày thôi. Em mời chị Hệ chia sẻ nha, cái cảm nhận của chị xài cái này trong 3 ngày như thế nào chị. Trong 3 ngày nay Huệ xài cái này, Huệ rất là thích, tại vì da mặt của mình hôm Đúng nay mình xài Lumi Spa là Galvanic Spa thì cải thiện rất là ok. Nhưng mà rồi. mình dùng cái này mới có 3 ngày thôi, thì sáng mình ngủ dậy nguyên cái mặt của mình nó căng mà nó bóng nha, mà mình đứng nhìn vô gương hoài mà mình không muốn rời cái gương luôn á. Mình nói trời, sao mà mỗi một cái công nghệ nó có một cái tác dụng rất là tuyệt vời hả. Thì chị Huệ dùng mới có 3 ngày thôi mà mặt của chị Huệ vừa căng mà vừa bóng lên gấp đôi lúc trước luôn đó. Thành ra rất là thích. Cho nên là các chị em nào mà chưa có nên tặng cho mình một cái nha. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh Cả lên. nhà ơi, hình như em nghe là tháng 6 này bắt đầu là bài cho thị trường, cho những người ưu tiên, một số người ưu tiên được được mua đó chị. Chỉ tháng 6 này thôi, còn những khách hàng bình thường hình như là tháng 9. Cho nên là mọi người ơi, ai chưa có chiếc máy máy mó những cái thiết bị làm đẹp ở trong New Skin, mỗi mỗi thiết bị nó có một cái công dụng khác nhau. Nghe nó kêu Có zin một zin không? dạ
Em cố tình không nói để cho mọi người nghe cái gì gì đó. Mọi người nghe không? Thì trong quá trình mình chạy á, thì nó sẽ làm cho mình giống như là một cái mở cái khóa cho cái lớp da của mình để nó hấp thụ những cái dưỡng chất sau này vô một cách nhanh chóng hơn, và nó giúp cho cái da mình á cải thiện và căng xe căng mọng lên. Ủa em đó, em nhanh quá vậy, hết rồi. Tại em đi trước chị mấy tháng mà. Thì đó, sau này mình chạy rồi là mình cứ massage ha, mình cứ làm đều như vậy, mình massage và mình chát nhẹ nhẹ cho nó thấm khô cái serum, cái serum của cái boost này, rồi mình phải mình làm những cái serum đặc trị của mình xong ha. Cái này em rất là thích, thì cái này em phát hiện ra thì cách đây cũng từ lúc mà em mở tiệm lại đó chị, hầu như em tập trung vô cái tiệm là em không có, em quên em có làm cái gì hết á, em rất là biếng. Thì lúc đó cái thời gian đó thì cái da em nó xuống sắc, thì mọi người nói chi ơi sao mày cái mặt của mày sao nó ghê quá vậy, thì em mới nhớ tới em này thì em mới lục em này ra em làm, chứ em có từ hồi lúc ngày 25 Noel rồi. Chị Trang Lê gửi cho em là ngày 25 Noel đó chị, ở đó bên này chưa có, em phải đặt ở bên Canada đó. Rồi xong em không có sử dụng, em sử dụng có mấy lần rồi em bỏ qua, em không có cảm giác. Nhưng mà khi cái da của em nó xuống sắc rồi á, là em tập trung em xài em này liên tiếp trong một tuần lễ, và em áp dụng với cái máy Lumis, cái máy gà Venice Spa thì một tuần 2 lần, thì cái kết quả là cái da mặt em nó quay lại bình thường. Hiện tại là mọi người đã thấy là cái làn da của em nó như thế nào rồi, thật sự là em soi vô gương, em soi vô gương là em đứng em còn nhìn em mới ồ cái da mình bữa nay đẹp quá, thật sự là tự tin đứng trước gương nói vậy luôn. Không, chị công nhận, chị Huệ công nhận là rất là một cái công dụng rất là hay em. Chị dùng mới có 3 ngày thôi mà da mặt của chị thay đổi rất là nhiều. Thay đổi là tất nhiên là nó tăng thêm cái độ sáng và tăng thêm cái độ căng bóng trên trên cái làn da của mình. Sau lần đầu tiên chị dùng xong rồi qua đêm sau chị ngủ dậy chị đứng nhìn trong gương thử có kết quả hay không nhé. Thì Dạ đúng thì rồi. ở trên trán mình với hai bên đây nha, nó căng mà nó bóng ra. Và ngày thứ ba là hồi sáng sáng khi chị đi rửa mặt rồi nhá, chị đứng chị nhìn công nhận hay thiệt, mỗi một cái nó có một cái chức năng rất là tuyệt vời cho nên là không thể nào thiếu nữa được rồi. Dạ đúng rồi mọi người ơi, nhưng mà mọi người ơi, cái này có một cái đặc biệt nữa nha. Nó có thể giúp cho mình mờ đi nám nè, nếp nhăn nè, đàn nhang đồi mồi đó. Cái là chiếc máy này nếu mọi người sử dụng em này và biết cách chăm sóc đặc trị những sản phẩm cho cái những cái khuyết điểm của mình trên làn da, em này sẽ là giúp cho mình cải thiện rất là nhanh đó mọi người. Cho nên là ai đã chưa có, cho nên là tháng 6 này sẽ có một số người ưu tiên, thì nên liên lạc những người đó, nhất là chị Huệ. Hình như tháng 6 chị Huệ được ưu tiên được 10 cái nè, lúc chị Huệ ưu tiên được 10 cái đó, Vậy hả? Vậy không chị biết em Huệ có phải được ưu tranh tiên hay thủ không. Được chứ, em rủ. 10 lần trước em được ưu tiên 10 cái mà em cứ lo tranh thủ chia sẻ cho người ta, mọi người khác, người khác cứ hỏi xin code, em chia sẻ tới khi em nhảy vô em đặt thì lại hết không còn. Cho nên là tháng 6 này em bắt buộc em phải vào, em phải canh trước, ai làm gì làm em canh vô tranh trước. Cho nên là đây là một chương trình để đây là một cái buổi chia sẻ về cách chăm sóc da, và để giống như là mình phụ nữ tới một cái tuổi nào đó thì cái sự lão hóa của mình nó tới rất là nhanh. Và đây chị em mình mỗi chủ nhật hàng tuần sẽ vào 9:30 10 giờ, chị em mình sẽ làm một cái Facebook live để cho để chia sẻ cho mọi người cách chăm sóc da như thế nào để giúp cho mình tuổi thanh xuân. Đây là nhân vật chính và cũng là bằng chứng sống của em, đó là chị Huệ. Mọi người không biết từ lúc mà em mới bắt đầu gặp chị Huệ thì chị Huệ không được như vậy đâu. Hình như là bây giờ là chị Huệ lột xác hết 80% rồi, chỉ còn 20% là cái vóc dáng của chị nữa là ok. Thật sự là còn khuôn mặt là 100% là chị đã thay đổi rồi đó. Là nhìn là không nhận ra, ai mà nhìn tấm hình trước và tấm hình bây giờ là không bao giờ nhận ra đâu nha mọi người. Cho nên chăm sóc da và làm đẹp, biết yêu thương mình, cái điều đó là cái quan trọng. Dĩ nhiên phụ nữ mình cứ ngày tối là cơm áo gạo tiền, lo cho con, lo cho chồng thì mình không có quan tâm hết. Cũng đó là em cũng một thời gian trước thì em cũng là như vậy. Nhưng bây giờ là từ khi theo mấy chị này làm cho chăm sóc da là em cũng thay đổi rồi, tự tin rồi, ra ngoài chỉ cần tô son là đi ok rồi đó.
Rồi, em xin cảm ơn tất cả các anh chị đang xem live và mọi người đang xem live lại. Nếu anh chị nào có thắc mắc muốn tư vấn về da hoặc là sản phẩm hoặc là muốn tham gia vào chăm sóc da cùng hai chị em thì cứ nhắn tin chị Huệ hoặc là em ha. Thì bây giờ là xin chúc tất cả mọi người một chủ nhật ấm áp bên gia đình và vui vẻ. Xin chào cả nhà. Chị Huệ chào mọi người rồi mình. Dạ, xin chào cả nhà. Thì cũng theo như lời em Chi nói thì mấy tháng trước á, mình vô tình gặp được em Chi mà mình cải thiện được cái làn da rất là tuyệt vời. Mình năm nay cũng 53 tuổi rồi nhưng mà thật sự mình ngồi đây thì các bạn nhìn thấy làn da của mình rất là mịn màng và làn da của mình săn chắc một cách mình không thể ngờ được, là tại vì hồi già tới giờ da mình nó vừa sạm nè, vừa có rất là nhiều tàn nhang, mà những cái độ sệ trên da mặt của mình và hai bên mắt của mình nó rất là hiện ra rõ ràng. Sau khi mình gần 7 tháng trời dùng máy Eclox Lumis Spa, Galvanic Spa, mà bây giờ lại có một chiếc muỗng thần nữa thì nó làm cho tăng cái độ sáng da của mình lên rất là tuyệt vời. Mình cảm ơn em Chi và gửi lời nhắn với tất cả những các bạn ở ngoài kia. Ai muốn có một cái làn da vừa bóng vừa đẹp, vừa trẻ hơn 10 tuổi thì nhắn tin cho em Chi hoặc Huệ để được hướng dẫn mua những một cái sản phẩm rất là tuyệt vời để mình chị em mình cùng nhau chăm sóc sắc đẹp nha. Cảm ơn tất cả các bạn xem live và chúc ngày Chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc. Rồi, xin cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới an vui ha. Bye bye cả nhà. Bye bye, xin tạm biệt nha.